Cô gái trẻ chỉ vào những cây cột bên trong bức tường và nói cô ấy luôn nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ đây. Và âm thanh này rất giống tiếng kêu của mèo con. Hơn nữa không phải chỉ có một con. Cô ấy nói đôi khi sẽ nghe thấy những tiếng kêu khác nhau. Tất cả đều phát ra từ cái cột nhà này. Điều đó có nghĩa là có mèo con bị mắc kẹt trong đây. Làm sao chúng lại có thể vào được trong này? Lúc này chàng trai chỉ lên phía nóc nhà. Có lẽ chúng rơi xuống từ nóc nhà. Để tìm ra sự thật, cô gái bước lên cầu thang để kiểm tra. Quả nhiên là ở phía ngoài nóc nhà tìm thấy một dấu chân mèo. Hóa ra mèo con muốn từ đây đi vào trong nhà. Lỗ hổng bên trong là lối vào trần nhà. Sau đó, người phụ nữ đã đi xuống cầu thang quan sát lỗ hổng này và phát hiện nó nằm ở giữa tầng 1 và tầng 2. Con mèo con muốn lên đó rất dễ dàng. Lúc này chàng trai quyết định mở trần nhà để nhìn rõ cấu trúc của ngôi nhà. Từ đây có thể nghe rõ tiếng kêu của mèo con. Nhưng dùng đèn pin tìm kiếm một vòng lại không phát hiện ra bất cứ chú mèo con nào. Sau đó chúng tôi mang đến một chiếc camera. Ở dưới đáy của các cột thép tìm thấy một con mèo con. Nó đang nhắm mắt và kêu gào. Và điều tồi tệ hơn là cột thép này bị chia thành hai phần. Mèo mẹ và mèo con bị mắc kẹt ở hai phía của cột thép. Ba mẹ con chúng chỉ cách nhau một bức tường. Bị mắc kẹt ở đây, được bao phủ bởi thép, mèo mẹ dù vật lộn thế nào cũng không thể thoát khỏi đây được. Ngược lại, con mèo con bị mắc kẹt một mình càng nguy hiểm hơn. Mắt nó bị viêm đến nỗi không mở ra được, ngay cả tiếng kêu cũng vô cùng yếu ớt. Nếu không cứu chữa kịp thời, nó rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Rơi vào đường cùng, cô gái đã liên lạc với đội cứu hộ địa phương trước. Trước khi đội cứu hộ đến, cô đã khoan một lỗ trên tường. Dùng đường ống cho mèo con thức ăn và nước uống để giúp chúng có thể vượt qua khó khăn. Tình trạng của mèo mẹ và mèo con ở phía bên này không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng con mèo bên cạnh không may mắn như vậy. Nó bất tỉnh, dường như sắp không chịu nổi nữa rồi. Người đàn ông sau khi nhìn thấy biểu thị không thể trì hoãn thời gian nữa, đã lấy xà beng khoét một lỗ trên cột, giải cứu chú mèo trước khi đội cứu hộ đến. Đồng thời, mèo mẹ và chú mèo con màu vàng được cứu cùng lúc. Thật bất ngờ, có một con mèo con ở dưới chúng. Bác sĩ thú y nói nó đã không qua khỏi trước khi được cứu. Điều đó có nghĩa là mèo mẹ đã chứng kiến sự ra đi của con mình. Bạn có thể tưởng tượng sự đau đớn mà nó đã phải trải qua. Sau đó chúng được đưa đến bệnh viện thú y. May mắn thay đã giải cứu kịp thời, mẹ mèo và hai con mèo con đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm chỉ sau vài ngày điều trị. Sau đó bác sĩ thú y phân tích câu chuyện. Mèo mẹ nghĩ mái nhà là an toàn. Vì vậy, đưa ba con mèo con lên nuôi. Khi chúng đi qua cái cột, con mèo con vô tình rơi vào đó. Để cứu con của nó, mèo mẹ cũng nhảy xuống. Tôi phải nói rằng tình yêu của mẹ rất tuyệt vời. Biết đó là hố lửa mà vẫn chọn nhảy vào. Cho mèo con ăn đã giúp chúng sống sót cho đến khi được người dân giải cứu. Nếu muốn khen ngợi hành động của nó hãy nhớ để lại một tim. Cầu cho mọi bà mẹ trên thế giới được bình an và hạnh phúc. Một âm thanh thút thít phát ra từ một khe đá. Bên trong rốt cuộc có thứ gì? Đêm đầu tiên có một chị gái nói cô ấy nghe thấy trong khe đá truyền đến tiếng khóc thê lương. Chị gái đưa mọi người đến đây. Từ khe hở có thể nhìn thấy một bóng dáng màu trắng. Nó không ngừng kêu lên. Nhưng hòn đá rất lớn, mọi người không thể rời hòn đá đi được. Có một chàng trai đưa tay vào trong khe đá. Chàng trai nói hình như là một con chó nhỏ. Nhưng khe đá quá hẹp, không thể kéo nó ra khỏi khe đá. Vì đã quá muộn nên chỉ có thể đợi đến sáng hôm sau. Sáng sớm, mọi người lại đến đây. Từ khe đá có thể nhìn thấy mặt chó con. Miệng nó vẫn không ngừng kêu. Khe đá kẹp chặt nó khiến nó không thể di chuyển. Để chú chó nhỏ có thể sống sót, cô gái đã dùng đũa đút một ít sữa vào miệng nó. Có lẽ là bản năng sinh tồn nên nó đã mút sữa trên đầu đũa. Đưa camera vào bên trong có thể thấy hai chân nó dính chặt vào nhau và còn cả dây rốn trên bụng. Hình như là một con chó nhỏ mới sinh không lâu. Lúc này trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, cần phải nhanh chóng giải cứu chú chó con. Vì tảng đá quá lớn nên chúng tôi phải tìm đến đội cứu hộ chuyên nghiệp. Nhân viên cứu hộ nói nếu đẩy nhầm hòn đá có thể khiến những hòn khác sụp đổ theo. Phải đảm bảo không gian của khe hở bằng cách chèn túi khí rồi từ từ rời hòn đá đi. Chị gái ở một bên lo lắng chờ đợi. Nhân viên cứu hộ cẩn thận di chuyển tảng đá lớn. Phải mất rất nhiều công sức, cuối cùng cũng cứu được con chó nhỏ bị kẹt trong khe đá. Nhân viên cứu hộ phủi sạch đất trên người chó con, làm khô lông của chúng bằng máy sấy và chăm sóc một cách đơn giản. Bác sĩ thú y nói chó con không có vấn đề gì đáng lo ngại, chỉ là bị kẹt trong khe đá nên có vài vết xước. Bác sĩ thú y đưa ngón tay vào miệng con chó nhỏ. Nó ngay lập tức mút lấy. Con chó nhỏ đáng thương ở đây mà sao lại không thấy chó mẹ? Sau khi các nhân viên cứu hộ tìm kiếm, cuối cùng ở dưới một căn nhà gần đó đã phát hiện ra một ổ chó con. Nhân viên cứu hộ chui vào trong, nhưng sau khi so sánh những con chó này và con chó con được cứu ra từ khe đá không phải là cùng một ổ. Nhưng không thấy chó mẹ đâu, nên vẫn nhốt nó vào lồng và chuyển chúng đến nơi an toàn. Một lúc sau, một con chó trắng xuất hiện gần đó, có vẻ nó là một con chó cái mới sinh. Nhân viên cứu hộ lôi cái lồng ra, đặt chó con lại gần đó. Sau đó mở lồng chờ chó mẹ đến, đồng thời đặt một cái cũi bên cạnh lồng và trốn vào sau tường. Yên lặng chờ chó mẹ xuất hiện. Một lát sau,
chó mẹ tìm thấy những con chó con trong lồng. Nó nhấc từng con chó con ra khỏi lồng. Chó mẹ thông minh trực tiếp công chó con vào cái cũi bên cạnh. Công xong con này lại tiếp tục con khác, từng con một, từng con một. Rất nhanh, chó mẹ đã đem tất cả chó con di chuyển sang cái cũi bên cạnh. Sau khi chuyển xong, chó mẹ nằm trong ổ và bắt đầu cho con bú. Bác sĩ thú y đưa chú chó con cứu được từ khe đá đặt thử trước mặt nó. Chó mẹ ngửi ngửi, không ngờ lại lập tức liếm nó. Mặc dù đây không phải là con của nó nhưng chó mẹ cũng rất thích con chó nhỏ này. Nhưng chó mẹ gầy quá, không có sữa. Chó con không thể bú được sữa. Để bổ sung thêm dinh dưỡng cho chó mẹ, các nhân viên cứu hộ đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho nó. Chó mẹ rất đói, nhanh chóng ăn hết thức ăn trong bát. Sau khi ăn xong trở về ổ tiếp tục cho con bú. Chú chó nhỏ được cứu, dưới sự chăm sóc của bác sĩ thú y, cuối cùng cũng được bú sữa mẹ. Chó mẹ nhìn con chó nhỏ được cứu, nó biết đó không phải con mình, nhưng cũng không bài xích. Lại còn đối xử với nó như con ruột của mình. Bác sĩ thú y nói mặc dù con chó nhỏ này không phải con của nó, nhưng vì tình mẫu tử, chó mẹ cũng sẽ yêu thương nó như những con chó con khác. Cuối cùng, chị gái tốt bụng nói cô ấy sẵn sàng chăm sóc chó mẹ và đàn chó con này. Hy vọng chó mẹ và các con của nó sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Có thể bạn không tin, mỗi ngày con mèo này đều tới đây và lấy đi mười mấy miếng thịt ba chỉ. Nhưng bản thân nó lại chưa từng ăn một miếng. Người phụ nữ này mở một tiệm thịt nướng ở đây. Nhưng mỗi ngày đều bị con mèo nhỏ này quấy rầy. Nếu không cho thịt ăn, nó sẽ đứng trước cửa kêu meo meo không ngừng. Mỗi lần phải lấy vài miếng thịt mới thỏa mãn. Không chỉ như thế, nó cũng rất kén chọn, chỉ thích thịt ba chỉ nướng thôi. Sau khi con mèo lấy đi ba miếng thịt, lại một lần nữa chạy trở về tiếp tục ở cửa chờ đợi. Lúc này bà chủ lấy ruột lợn từ trong tủ lạnh ra. Sau khi chiên qua liền đưa cho nó, con mèo nhìn thấy liền tiến lên ngửi ngửi. Trong nháy mắt bị mùi vị kỳ quái dọa đến xoay người bỏ chạy. Cái mùi này thật kinh khủng, con mèo này từ chối không chịu ăn. Con mèo này cũng thật kén chọn, sau đó cô gái có gọi thế nào nó cũng không chịu đến. Không còn cách nào khác, cô ấy chỉ có thể đi vào nhà bếp và lấy ra vài miếng thịt lợn. Con mèo ngửi thấy mùi hương và chạy đến, nhưng nó không hề ăn ngay lập tức mà chỉ cầm một miếng thịt rồi chạy đi. Nó muốn đi đâu? Bà chủ nói nếu nó tự ăn, ba miếng thịt vừa rồi là đủ rồi. Tại sao nó vẫn tiếp tục đến xin ăn? Để tìm ra sự thật, chúng tôi cài đặt máy quay ở những nơi mà con mèo thường xuyên đi qua. Hóa ra mỗi lần nó lấy thức ăn từ quán thịt nướng, đều sẽ chạy đến sườn đồi phía sau ngôi nhà. Đột nhiên bốn con mèo con xuất hiện, nhận lấy miếng thịt mèo mẹ đem về và ăn nó. Hóa ra mỗi lần nó lấy thức ăn đều không phải vì bản thân nó, tất cả đều là dành cho con của nó. Nhìn chúng lớn lên từng ngày, mèo mẹ rất là hài lòng. Và thông thường, khi mèo con được 3 tháng tuổi, chúng có thể sống một mình mà không có mẹ. Nhưng những con này rõ ràng đã lớn đến thế rồi, tại sao vẫn cần mèo mẹ nuôi dưỡng? Sau đó, tôi nghe người đàn ông này nói mèo mẹ đã sinh ra một lứa mèo con trước đó. Bởi vì đường đi đến tiệm nướng thịt phải đi qua con đường này, có rất nhiều xe ở đây. Có thể chúng bị tai nạn khi đang băng qua đường. Không có con mèo con nào còn sống sót. Vì vậy mèo mẹ rất yêu thương lứa mèo con này. Mặc dù chúng đã lớn như thế này rồi, nhưng mèo mẹ vẫn đi kiếm thức ăn cho chúng mỗi ngày. Hai ngày sau một bi kịch đã xảy ra. Ngày hôm đó như thường lệ người đàn ông đem thức ăn đến cho lũ mèo. Nhưng lại phát hiện số lượng mèo con không chính xác. Vốn dĩ là 4 con nhưng bây giờ lại thiếu mất 1 con. Người chủ tiệm thịt nướng nghe thấy tin tức này đã cùng các nhân viên ra ngoài tìm kiếm. Cuối cùng ở trong ổ của chúng, tìm thấy con mèo con này. Lúc ấy con mèo con này đã mất đi sự sống. Sau đó, bà chủ đột nhiên nhớ lại, đã có một con mèo mặt đen luôn theo dõi chúng và nhiều lần gây rắc rối cho đám mèo con. Liệu cái chết của mèo con có liên quan đến con mèo đen này không? Sau đó, họ đưa con mèo con đến bệnh viện thú y gần đó. Sau một loạt các xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện ra ruột của mèo con đầy vi khuẩn. Cái chết của mèo con có thể là do viêm ruột. Đây là một căn bệnh rất phổ biến ở những con mèo lang thang, không phải do con mèo đen. Sau đó, họ đem cả mèo mẹ và 3 con mèo con tới kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy mèo mẹ vẫn bình thường. Nhưng 3 con mèo con đều bị lây nhiễm ở mức độ khác nhau. Nhưng may mắn là đã được phát hiện kịp thời, nếu không thì cả 3 con mèo con cũng sẽ chết. Sau khi xong việc, bà chủ đến thăm con mèo mẹ và quyết định nhận nuôi chúng. Hy vọng có thể cung cấp cho chúng một ngôi nhà ấm cúng và giúp mèo mẹ bù đắp nỗi đau mất đi con cái. Ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, có một con chó kỳ lạ. Nếu bạn không nhìn gần, có thể bạn sẽ nghĩ rằng nó là một cây lau nhà biết di chuyển. Lông chó không được chăm sóc trong thời gian dài, đã dính đầy đất và vụn cỏ. Tại sao nó lại trở thành như vậy? Nó có phải là một con chó hoang không? Nó đúng là một con chó hoang, nhưng người phụ nữ sống gần đó cho nó ăn mỗi ngày. Đến nay đã cho ăn được 5 năm. Từ lâu, người phụ nữ đã có ý định nhận nuôi con chó nhưng nó không cho phép bất cứ ai đến gần. Người phụ nữ này đã cho nó ăn suốt 5 năm, nhưng mỗi khi nhìn thấy cô ấy nó vẫn sẽ bỏ chạy. Mỗi khi ăn, cô ấy đều bỏ cơm vào chậu. Đợi người phụ nữ đi xa, con chó mới đến ăn.
Hàng xóm xung quanh nói trước khi người phụ nữ chuyển đến, con chó này đã đi lang thang được 2 năm. Chủ nhân của nó cũng đã chuyển đi từ lâu rồi. Nhìn con chó bẩn thỉu, người phụ nữ rất buồn phiền. Cô ấy đã tự chăm sóc nó lâu như vậy, tại sao con chó lại không chịu chấp nhận bản thân mình? Và điều kỳ lạ là mỗi lần con chó ăn xong, sẽ biến mất trong một khoảng thời gian cho đến giờ ăn tối. Không biết nó đã đi đâu trong khoảng thời gian đó. Lông chó ngày càng dày và càng ngày càng bẩn. Người phụ nữ lo lắng con chó sẽ bị bệnh đã liên lạc với tổ chức bảo vệ động vật. Hy vọng rằng với năng lực của họ, có thể giúp đỡ được cho chú chó thay đổi hoàn toàn. Với nỗ lực của tất cả mọi người, cuối cùng họ cũng phát hiện ra nơi ẩn náu của con chó. Đó là một ngôi nhà trống từ lâu đã không có người ở, nhưng ở đây tất cả đều là dấu vết của con chó. Khi con chó nhìn thấy có người tới, nó đã nhanh chóng trốn thoát. Hỏi thăm những người hàng xóm xung quanh và biết được ngôi nhà trống là nhà của chú chó và chủ nhân. Chủ nhân của nó đã dọn đi từ 7 năm trước và không bao giờ trở lại. Thật ra chú chó này đang chờ đợi chủ nhân của nó. Nó đã chờ đợi 7 năm. Từ chối lòng tốt của người phụ nữ chỉ vì lòng trung thành với chủ nhân của mình. Các tình nguyện viên đã đưa chú chó đến bệnh viện thú y để tắm rửa và cạo lông cho nó. Nó khác hoàn toàn với hình ảnh cây lau nhà trước đó. Nó là một con chó rất đẹp. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho nó. Nó bị bệnh ngoài da nhưng chỉ cần bôi thuốc đúng giờ sẽ sớm lành thôi. Chú chó liệu có thực sự không có tình cảm với người phụ nữ? Chuyên gia hành vi động vật nhốt người phụ nữ và chú chó, chính mình cũng đi vào. Chú chó nhìn thấy người lạ bước vào, có vẻ hơi sợ hãi, vô thức chạy về phía người phụ nữ. Điều này cho thấy trong lòng chú chó, địa vị của người phụ nữ rất cao. Chuyên gia muốn người phụ nữ chủ động tránh né con chó và giả vờ phớt lờ nó. Sau khi chú chó thấy thế, lại một lần nữa đến gần người phụ nữ, thậm chí còn ngồi trong lòng cô ấy. Người phụ nữ không ngậm miệng lại được vì sung sướng. Hóa ra, con chó đã sớm coi người phụ nữ như chủ nhân của mình. Thật là một con chó trung thành. Đừng đợi thêm nữa, mau cùng cô ấy có cuộc sống mới tươi đẹp hơn.